Mọi tin nhắn có gắn đường link gửi dưới tên của ngân hàng đều là giả mạo. Đó là thông điệp của nhiều ngân hàng gửi đến khách hàng, cảnh báo về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo khách hàng trong suốt những năm gần đây, đặc biệt có tần suất tương đối dày đặc trong thời gian vừa qua. Tin nhắn có tên người gửi là tên ngân hàng, nội dung cũng rất dễ gây nhầm lẫn, lại kèm theo đường link. Thế nhưng chỉ cần chạm vào, khách hàng có thể bị mất thông tin tài khoản, dẫn đến mất tiền trong tài khoản. Hiện cả khách hàng ngân hàng và các nhà mạng đều đang là nạn nhân của những đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao phát tán tin nhắn SMS giả mạo này nên các bên phải cùng phối hợp không thể lơ là để tội phạm lợi dụng. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dưới bất cứ hình thức nào. Chính vì vậy, khách hàng cần cẩn trọng trước các tin nhắn với nội dung liên quan đến thanh toán.